sư ừ, có phải người biết chánh pháp có phước nhiều hơn so với người không biết chánh pháp không sư dù người biết chánh pháp đó nghèo còn người không biết chánh pháp nó giàu cái chuyện mà phước nhiều hay phước ít thì nó dính dáng điều gì đến cái chuyện mà giàu nghèo ở đây chúng ta nên phân biệt giữa cái nhân và cái quả Nha, phân biệt giữa cái nhân và cái quả và ngay như trong cái quả đó nó cũng có nhiều loại quả khác nhau mà chúng ta đó là một cái tổng hợp nghiệp nha một cái tổng hợp nghiệp thí dụ như xét về cái quả vật chất thì cái người giàu hơn mình á cái người giàu và cái người nghèo như cái người giàu thì họ có phước hơn người nghèo mình nó phải như vậy thôi còn cái chuyện mà uh, mình uh, có kiến thức Phật pháp hay không có kiến thức Phật pháp nó là chuyện khác mà nếu như mình xét về cái phước vật chất đó, là cái người giàu họ có phước hơn cái người nghèo nha rồi mình nếu mình xét về cái phước tuổi thọ đó thì cái người sống lâu thì họ sẽ có phước hơn là cái người chết yểu còn cái chuyện mà giàu nghèo là cái chuyện khác nữa cho nên khi quý vị nói về cái chuyện phước á, mình nói một cách rất là chung chung mà rất là hời hợt mình phải nó cái phước đó là cái phước về phương diện gì có nhiều loại phước lắm à, phước về cái vật chất nè phước về tuổi thọ nè phước về sức khỏe nè à, phước về nhan sắc nè phước về con cái nè à, phước về à... À, cái gì không có phản bội nè, tức là cái sự bền vững nè, à, rồi à, phước về cái tiếng nói nè, có rất là nhiều loại phước. chứ còn mình nói cái phước nó chung chung là nó kẹt lắm và nó tùy thuộc vào cái cái tầm nhìn của mình. thí dụ như mình chỉ chú trọng vật chất thôi, còn cái chuyện mà sống lâu chết yểu không quan trọng rồi cái chuyện đẹp xấu không quan trọng, rồi cái chuyện mà tiếng tâm không quan trọng, rồi cái chuyện mà vị thế không quan trọng, thì mình chỉ quan trọng cái chuyện vật chất, thì mình sẽ thấy rõ là cái người giàu hơn mình thì họ có phước hơn mình, đó là xét về quả, nha xét về quả. Còn xét về nhân á, nó lại là chuyện khác. Xét về nhân thì cái người mà biết chánh pháp khi họ giữ giới họ hành thiền, họ làm các việc công đức thì họ làm bằng cái tâm hợp trí mà khi họ làm bằng tâm hợp trí đó thì cái phước của họ sẽ vượt trội hơn cái người không biết chánh pháp bởi vì cái người không biết chánh pháp thì họ làm thì làm gì có làm gì có trí tuệ đi kèm thành ra là họ làm bằng cái tâm ly trí nha mà cái tâm hợp ký thì nó sẽ cho sau này đó nó sẽ cho cái quả nhiều hơn cái tâm ly ký cho nên à, nếu như mà cái người mà cái quả phước của họ trong kiếp hiện tại họ lớn hơn mình nhưng mà cái nhân cái nhân mình tạo lớn hơn họ thì nó sẽ có cái sự biến chuyển trong tương lai mà sư e là cái người đặt câu hỏi này mình có cái ngã mạng ở trong đó. cái ngã mạng là cái gì là cái sự so sánh giữa mình với người ừ. nó bao gồm so hơn so kém so bằng đấy thì nó có cái ngã mạng trong đó à, ngã mạng xét về vật chất thì mình thua người ta cho nên là nó cũng là ngã mạng rồi ngã mạng về cái chuyện học đạo mình thấy mình hơn người ta nó cũng là ngã mạng cái đó là cái mình phải cẩn thận đó nha. Cái đó là cái mình phải cẩn thận. Người ta như thế nào thì kệ cha người ta. À, thì kệ người ta. Lo mình trước.